karaoke tại mấy quán Sài Gòn tuyệt thật chứ. Kết giờ âm thanh của họ quá, nhà mình mà lắp dàn tương tự chắc oách lắm nhỉ. Đầu karaoke, loa, âm ly, micro, họ phối thiết bị nào của hãng nào vậy ta? Để lên Google xem có công ty nào lắp dàn karaoke tương tự vậy không ta. Yeah, có công ty VDA này được nè, phối dàn karaoke chuẩn quán Sài Gòn, từng đạt danh hiệu top 100 doanh nghiệp tiêu biểu, đã lắp đặt cả ngàn dự án karaoke. Coi bộ ok à nha, để gọi điện xem tư vấn ra sao. Dạ, VDA xin nghe ạ. Anh đang tính lắp dàn karaoke gia đình, bên em tư vấn cho anh được không? Dạ, cho VDA hỏi là phòng nhà anh rộng tầm bao nhiêu mét vuông ạ? Tầm khoảng 25-30 mét vuông đấy em. Anh dự tính đầu tư vàng tầm khoảng bao nhiêu đây anh? Tầm 30-40 triệu là ok rồi em. Dạ, anh có yêu cầu gì thêm không ạ? Anh thích một dàn hát hay y hệt như quán karaoke ở Sài Gòn đó em. Dạ, anh tìm đúng địa chỉ rồi đấy ạ. VDA sẽ demo dàn phù hợp mời anh đến hát thử ạ. Ok em, tí anh và bà xã anh ghé. Wow, đồ rùm đa dạng thiết bị quá. Nhân viên chu đáo, tư vấn nhiệt tình, giải thích lý do phối ghép cặn kẽ. Phòng hát thử thì giống hệt ở nhà vậy. Quyết định tậu ngay một dàn karaoke tại đây mới được. Rất ưng tác phong làm việc của VDA. Đợi chưa đến 60 phút nhân viên đã đến tận nhà lắp đặt, bố trí gọn gàng, đâu ra đó, hướng dẫn căn chỉnh nhiệt tình, dễ hiểu. Dàn lắp xong hát hay đúng số giác, tôi hát, vợ hát, bạn bè hát, bà con hát, hàng xóm hát, ai cũng tâm đắc và khen. Nếu muốn lắp dàn karaoke chất hệt quán Sài Gòn như nhà tôi, bạn có thể đến VDA. Phối ghép đúng nguyên lý âm thanh, lắp đặt đúng nguyên lý âm học, hát thử thả ga với phòng hát thử chuyên nghiệp, có chuyên gia âm thanh tư vấn nhiệt tình, đổi trả sản phẩm miễn phí trong 7 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất. VDA đã có hơn 5 năm kinh nghiệm lắp đặt hàng ngàn dự án karaoke. Truy cập ngay website vda.vn hoặc vdashop.net hoặc ghé ngay hệ thống showroom VDA để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí trước khi mua.